giáo sư Trần Thanh Ngô, trường giáo sẵn hai hàng, chuẩn bị khai thành phước trận. Thầy ngoài biển cương dặn dư lắm lẽ lắm nhanh trong thân.
dám hiếp lão. Bây giờ có đánh chưa? Đánh, mình đánh từ từ đấy. Đánh và đánh từ từ à? Cái chiến trường mới từ từ đấy. Dạo này hài quá ha.
sao ký sao phải hà ha nó thù sao bà ký đi, nói không được thì ký. Ký thôi thôi. Em này ký gì mà chập gãi quá, để tôi ký nè. Dạ hàng thơ hàng đây, đây là hàng thơ hàng biểu. Hàng năm cống lễ cho tống tàu, tam niên tiểu cống, lục niên thì đại cống. Được rồi, ta đồng ý. Tất cả hãy quay trở về. Nếu đã chân hàng thơ hàng biểu, giữa chúng ta nay đã giao hòa, sẽ chân cảnh tương tàn tương sáng. Đúng. Cậu ấy là nữ tướng, tôi trở lại chuyên chào quân sĩ. Tên họ là gì vậy? Không phải ông nói bậy mà nói bài. Hồi nãy ông đặt thấy ông xem đại kỳ tỏ rõ là tiêu anh phụ xuất gia. Phụ anh là tiêu xuất gia. Tức là tiêu anh phụ xuất gia. Tiêu anh phụ. À đây là tiêu anh phụ. Bậy mà nói rồi. Tiêu anh phụ. Tiêu anh phụ. Dám mời lão bà về ngơi nghỉ. Không phải lão bà. Ta là lão ông về đấy. Đến đây ta bảo. Dạ, con đợi gì? Hãy mang hàng thơ hàng biểu về tận Trào Ca, trình qua với Thánh Thượng rằng Tiêu gia anh phụng đã diệt trừ tam soái. Con lệnh. Khoan. Dạ, còn gì nữa bà? Trước khi về đến Trào Ca, dạ, ngươi hãy ghé ngang qua Vinh Tệ Tương và bảo với hắn rằng nay bà tôi đã diệt được tam soái, dâng cung đầu cho Thánh Thượng Tông Bang. Vậy thì có xứng đáng để đoạt được chức quyền dung cho ngài ban phán. Nhớ nha. Dạ thưa bà, con không dám mà bà, cho con về thẳng Triều Ca đi bà. Ghé qua Dinh Tể Tướng. Bà không dám. Đây là lính. Để rồi xem Tiêu Anh Phụ có đoạt được chức quyền dung không chứ. Rồi kể như kỳ này là tàu không khai mập rồi. Bà ơi cho con về Vinh. Con vừa tướng chẳng khác nào mà năm sáu kiếp thịt nọ dính liền. Ô tăng tăng. Thank you.